Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 triệu đồng token Twitter Network. Một số thông tin về đồng token này, số tổng vốn phát hành là 2 triệu tỷ nhé. Đã có 478 tài khoản holder và đã phát sinh 1046 lần giao dịch. Được, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net nhé. Link truy cập website được mình để bên dưới mô tả video. Sau khi đã vào được website, các bạn đặt 20 triệu trên website cho mình. Lúc một các bạn sẽ chắc không chắc. Các bạn có thể sử dụng phút của trang các ngành ở đây và các bạn quay sang ví của các bạn. Các bạn tìm vị trí tập này ở ví này. Ví hiệu thông thông cần đặt TVKT Network số tập phần 18. Các token và import token nhé, để thêm mới token vào. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net này, tìm cái bước 2 để nhấn vào link kết quả để hiện token. Chương trình claim.net sẽ kết thúc vào 43 ngày nữa. Ở đây các bạn có thể mua, còn nếu các bạn mua thì là nên thấp nhất là 0.01 BNB nhé. Các bạn claim các bạn nhất vào này. Là 200 triệu để có cần thiết tiếp theo đó các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối thôi. Xử lý đây. Các bạn chờ đi. Các bạn cùng với thường xuyên theo dõi website claim.net này để cập nhật những dự án những thông tin thực tế mới nhất trên nền mạng Valence Mastery. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sở giao dịch Valence mà là ở nhiều sàn khác, các bạn có thể qua đây đăng ký để có được cơ hội kinh doanh. Các bạn lưu ý một số thông tin phải đây là những cái dự án cần phải đặt được. Sắp kết thúc là những ngày gần nhất ở đây, xếp lại những ngày gần nhất của những ngày nâu nhau hết hạn nhất ở dưới dưới để các bạn vào đây kiểm tra lại những dự án nào chúng tham gia và không tham gia luôn. Bằng cách nội tiết nhất của lúc có copy này, có copy có chắc về phí của bạn thường đó này. Và các bạn nhất kiện tức cần và mở ra website mới của tổng thống này. Rồi đây, do lỗi mạng mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 triệu đồng token Twitter Network. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xem phần đầu kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.